Xin chào 500 anh em, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với kênh truyện tổng hợp. Cuối cùng Oda cũng công khai hình dạng của Ngũ Lão Tinh cho độc giả hiểu vì sao Sabo lại bảo anh đang ở địa ngục. Cả năm người này đều là yêu quái, từ giờ ta có thể gọi bọn chúng là Ngũ Yêu Tinh hoặc Ngũ Lão Yêu. Năm con yêu quái già này vô cùng nguy hiểm, chúng mạnh mẽ và đáng sợ. Một khi bị Ngũ Lão Yêu hội đồng thì kể cả là Tứ Hoàng cũng phải nằm. Quan trọng nhất, năng lực của Ngũ Lão Yêu Tinh vẫn còn là ẩn số. Tạm thời chỉ biết đó đều là doan thần thoại đã được thức tỉnh, cho chúng khả năng hồi phục đáng sợ. Luffy đã thử đủ cách vẫn chưa thể làm Saturn bị thương. Vì vậy, đấu với năm con yêu quái sở hữu sức mạnh kỳ lạ, đương nhiên cậu ta sẽ lúng túng. Vừa loại bỏ được Kizaru thì có thêm 4 kẻ thù mới. Năm đánh một chẳng chột thì cũng mù, kèo này quá tịt. Cũng may hai thuyền trưởng của băng hải tặc chiến binh khổng lồ tới kịp, tạm thời giúp Luffy chống đỡ được một lúc. Nhưng về lâu về dài thì họ vẫn không thể đánh bại Ngũ Lão Tinh. Mình không nghĩ Dori và Brogy ở cái tầm của đô đốc hải quân, cho nên ta cần đôi cánh của vũ hải tặc xung trận ngay lập tức. Sanji đang ở gần vị trí đó, anh cũng sớm chú ý tới mấy cột khói đen bất thường, nên việc Sanji quay trở lại là chuyện sớm muộn. Chỉ thiếu mỗi Zoro, người bị chôn nhiều nhất trong mấy chương gần đây, bởi mãi không giải quyết được Roroxy. Có bình luận gay gắt còn nói rằng đánh con báo chưa xong, đòi đánh Ngũ Lão Tinh. Chỉ anh ba tầm này mới cầm chân được một người họ Luffy vì anh đã bay cả tia laser của chú Liêm. Nhưng chắc họ đã quên ai là người chém Kaido cứu thuyền trưởng, ai liều mình đỡ đòn kết hợp của hai tứ hoàng và ai đã đánh bại kinh hỏa hoạn rồi trở thành vua địa ngục. Một con báo thì làm sao có thể làm khó Zoro. Trong chương này, anh vừa bổ sung thêm một biệt danh mới là thợ săn báo. Hãy cùng xem Zoro săn con báo mạnh nhất thế giới như thế nào trong video full spoiler ngày hôm nay nhé. Tên chương 1110 là Tinh Lạc, tức là sao rơi. Nhưng mình lại thích cái tên Tinh Tú Hạ Phàm hơn. Nghe vừa oách select vừa thể hiện được cái chất thượng đẳng của Ngũ Lão Tinh, những kẻ tự ví mình với bậc thánh thần, đặt chân xuống mặt đất như chúa giáng thế, tùy ý đầu sát con người và coi họ như loài sâu bọ. Trong chương này, toàn bộ Ngũ Lão Tinh sẽ xuất hiện trong hình dạng đáng sợ nhất của họ. Hãy cùng chiêm ngưỡng sức mạnh của những vị tinh tú dưới trướng Imu. Cover Story, chuyến hành trình của Yamato Vol 2. Tôi sẽ đi khắp Wano Quốc như Oden đã từng. Trong trang biển, Yamato và Momonosuke đang nhìn Wano Quốc từ trên lâu đài ở Wano. Có vẻ như mọi thứ đã dần ổn định nên Yamato muốn cáo biệt Momo và Cửu Hồng Bao để bắt đầu cuộc phiêu lưu của riêng mình. Cô đã hoãn chuyến ra khơi vì chưa an tâm về Wano Quốc. Nhưng giờ Yamato có thể chu du một vòng đất nước này trước khi nghĩ tới việc bước chân ra thế giới bên ngoài. Trong chuyến đi của Yamato, chắc chắn chúng ta sẽ thấy đất nước Wano đổi mới, tái thiết sau triều đại Kaido, Orochi. Ngoài ra, Kozuki Oden từng được gọi là ông chúa múa, hàng tuần đều tới kinh thành Hana múa khỏa thân. Nếu Yamato đã thích làm Oden như vậy thì hy vọng chúng ta sẽ thấy hình ảnh này. Chương 1110 bắt đầu với phản ứng của một số nhân vật thuộc cả hai phe khi họ thấy những cột khói đen bốc lên, bao gồm Frodo Bluegrass, Bonnie, Frankie và Atlas. Ai nấy đều đặt dấu hỏi to đùng về chuyện đang diễn ra. Có thể nói lửa đen của Saturn bốc lên rất cao, nhóm Frankie dù ở tận rìa bên kia của hòn đảo vẫn nhìn thấy được. Nhưng lúc này việc họ cần làm là mau chóng giải quyết đám những kẻ cản đường, sớm thoát khỏi đây để tránh được rắc rối với mấy cột khói kia. Băng hải tặc khổng lồ và Pacifista tiếp tục tiêu diệt tàu hải quân, sức chống đỡ bên phía hải quân đang yếu dần, Bustoco đứng trước nguy cơ bị đánh tan tác. Chuyển cảnh từ thánh địa Marengoids, phòng nghị sự của Ngũ Lão Tinh giờ trống trơn. Chỉ còn lại một vòng tròn ma thuật khổng lồ đang bốc khói trên sàn, ngay trước chỗ ngồi của cả 5 người, nghĩa là 4 lão tinh kia đã bước vào bên trong vòng tròn này để dịch chuyển tới Egghead thông qua nghi thức triệu hồi của thánh Saturn. Hiện chỉ còn 7 phút nữa cho tới lúc thông điệp của Vegapunk được gửi đến toàn thế giới. Trong chương 1109 có đoạn thông báo thời gian đếm ngược còn 9 phút 30 giây. 2 phút hơn, pháo nốt sai đã trôi qua, nghi thức triệu hồi của Saturn chắc cũng mất gần 1 phút, còn Luffy vừa dùng khoảng 1 phút rưỡi để đánh bại Kizaru. Quá ao trình. Trở lại khu vực trung tâm thành phố, 4 cái bóng đen khổng lồ xuất hiện từ những vòng tròn ma thuật xung quanh Saturn. Luffy sốc khi nhìn cảnh đó. Có tận 5 con quái vật. Trong một trang đồi hoành tráng, Ngũ Lão Tinh hiện nguyên hình dạng yêu quái của họ, đồng loạt hiện diện trước mặt Luffy. Tất cả Ngũ Lão Tinh đều đang ở dạng thức tỉnh với làn khói đen quấn quanh cổ, cảnh tượng hệt như Madara đối diện 9 vĩ thú. Khéo con robot cổ đại lại trong xích vào cổ Ngũ Lão rồi lôi linh hồn trái quỷ ra ngoài, xong biến thành bản nguyên thủy tên là Lục Tinh thì sốc. Trong chương này, Oda cũng sẽ tiết lộ chủng loại yêu quái của cả 5 Lão Tinh, toàn bộ đều là yêu quái trong văn hóa dân gian Nhật Bản. Lưu ý đây không phải là tên trái ác quỷ mà chỉ có tên yêu quái. Người đầu tiên, chiến binh thần khoa học quốc phòng Thánh Zagasa Saturn là một Gyuki,
tức Ngưu Quỷ, toàn bộ người đọc đều dự đoán chính xác. Tiếp theo, chiến binh thần môi trường Thánh Marcus Ma là Điểu Yêu Itsumare, dịch ra là Dĩ Tân Chân Thiên, với hình dạng một loài chim to lớn kỳ lạ trông giống Pokemon Archeop nhưng đáng sợ hơn. Kế đến là chiến binh thần tư pháp Thánh Thoman Wakuri là Hoki, tức yêu quái Phong Hy. Lão ta sở hữu hình dạng giống một con lợn rừng khổng lồ nhưng có tới 4 chiếc răng nanh nhọn chĩa lên trên, chia thành 2 cặp, một cặp dài, một cặp ngắn. Người tiếp theo, chiến binh thần tài chính Thánh Aethandoron Venus Nasuzero là Bakotsu, tức yêu quái mã cốt, một con ngựa xương trắng khổng lồ, phiên bản thú của Brook. Và cuối cùng, chiến binh thần nông nghiệp Thánh Zephel Jupiter là Sandworm, một con sâu cát, một con quái vật dạng run khổng lồ trông cực kỳ gớm ghiếc. Dĩ nhiên, ngũ lão yêu không chỉ được cái mã, hãy cùng xem họ thi triển năng lực. Người động thủ đầu tiên là Thánh Venus. Ông ta sử dụng một sức mạnh kỳ lạ từ đôi mắt của mình để kiểm tra vị trí của một trong các Pacifista cách đó rất xa. Venus nhìn xuyên qua khu rừng như có Byakugan, rồi ông ta chạy như bay về phía đó. Vừa di chuyển, Nasuzero vừa biến hình sang dạng lai, trông giống như một nhân mã. Phần dưới, cơ thể của ông ta vẫn là một con ngựa xương, nhưng cổ và đầu ở phần trên cơ thể đã trở lại dạng con người. Thánh Venus sử dụng kiếm rất đỉnh, bằng cả hai tay, đặc biệt kiếm của ông ta còn là một thanh hắc kiếm. Tốc độ của Venus vô cùng khủng khiếp, ông ta chạy quanh đảo Ekhet đánh bại rất nhiều Pacifista. Kiếm của lão ta chém ra những nhát chém lạnh giá, mang theo hàn khí tương tự Brook, làm đóng băng các mạch điện bên trong Pacifista, khiến chúng bất động. Chỉ mất vài giây, một nửa số Pacifista trên đảo Ekhet bị Thánh Venus đánh bại. Xin nhắc lại, ông ta chạy gần một vòng đảo Ekhet, vừa chạy vừa chém gục Pacifista chỉ mất vài giây, không ai có thể làm được việc này. Các lão tinh khác cũng chẳng nhàn rỗi, Thánh Ma tận dụng ưu thế của đôi cánh để bay lên, dự định xuyên qua rào chắn hòng phá hủy La Face ngăn không cho Vega Băng tiếp tục phát sóng, nhưng rào chắn vẫn không suy xuyển. Cùng lúc đó, ba lão tinh còn lại phối hợp tấn công Luffy. Khi Luffy đang đấu với Saturn thì Jupiter chui xuống lòng đất chuẩn bị cho một pha đánh lén. Chuyển cảnh tới tầng thí nghiệm, Thánh Usopp lại một lần nữa gánh team khi thành công ngăn Thousand Sunny rơi xuống dưới bằng cách bắn ra các bụi tre phi lao, chiêu thức có tên Green Star Bamboo Javelin. Khâu chuẩn bị đến đây coi như đã hoàn tất, chỉ còn chờ Jinbei triệu hồi Zoro về. Sanji mang Vegapunk tới cảng, giờ Luffy rút lui nữa là xong. Nhưng anh hai Bình cảm nhận được sự nguy hiểm lần này, Sanji gọi cho đồng đội qua Denemushi, nói với họ rằng họ phải trốn thoát ngay lập tức mà không cần đợi anh và Luffy. Chứng tỏ Sanji đưa Vegapunk tới bến cảng xong, anh sẽ quay lại, bởi năm con quái vật kia chắc chắn không để họ thoát. Lúc này, Jinbei vừa đến chỗ Zoro và Luffy đang đánh nhau. Jinbei thông báo với Sanji, Zoro hiện đang kẹt chưa xong trận chiến với tên đó. Anh hai Bình nổi trận lôi đình. Thằng đầu tả ngu ngốc kia vẫn chưa xong à? Tạ thiệt chứ. Lời hai ý đẹp của Sạn vô tình lọt vào tai Zoro, hoặc Jinbei cố tình mở loa ngoài cho Zoro nghe thấy. Anh tỏ ra rất khó chịu. Luffy tấn công Zoro bằng một chiêu thức mới được nâng cấp so với lần đánh nhau với Luffy 2 năm trước, gọi là Shugan Madara. Thủ súng, ban, Zoro né đòn tấn công dễ dàng trong khi một tay nắm lấy thanh kiếm đang rơi xuống. Sau đó chẳng thèm quấn khăn cho mất thời gian, anh xông tới kết liễu Luffy bằng một chiêu mới có tên là Santoryu Hahava Leopard Hunter. Chiêu này không thuộc Diêm Vương Tam Kiếm Phái mà chỉ là Tam Kiếm thông thường, tạm dịch là Tam Kiếm Phái Hoác Hoác Bà Địa Ngục Thợ Săn Báo. Zoro one hit Luffy ngay lập tức trong một tràng đồi hoành tráng, có tia sét đen phát ra xung quanh Zoro. Ở đây Hahava là một trong bát hàn địa ngục của Phật giáo, cách đặt tên chiêu thức của Zoro vẫn không hề thay đổi. Còn Ahava lại là tên của một con báo tuyết, Oda đã chơi chữ khi biến Zoro thành thợ săn báo. Sanji thực ra cũng không hề miệt thị thằng bạn, mà anh động viên khích lệ Zoro theo cái cách đặc biệt chỉ hai người họ mới hiểu. Trở lại với Luffy và ngũ lão tinh, Thánh Jupiter bất ngờ xuất hiện dưới chân Luffy và nuốt chửng cậu, nhưng Dori và Brogy đã đến kịp lúc. Chuyện gì đang xảy ra ở đây thế? Bạn của ta không thích nơi tối tăm đâu. Taiyo Noko. Trong tràng đồi cuối cùng của chương, Dori và Brogy phối hợp chặt đầu Jupiter bằng chiêu thức mới mang tên Taiyo Noko, dịch ra có nghĩa là Thái Dương Hiện. Bằng cách đó, họ đã giải thoát được Luffy, tình huống y như lúc cứu cậu trong miệng con khủng long ở Arc Little Garden. Họ cũng chặt đầu con Brachiosaurus. Thái Dương Hiện ở đây còn ám chỉ mặt trời hiện ra, đưa Thái Dương Thần Nika thoát khỏi dạ dày con yêu quái đen tối. Luffy sung sướng la lớn, mình thoát rồi. Cậu cũng nhanh chóng nhận ra hai ông chú khổng lồ năm xưa. Cả ba cười nói vui vẻ. Brogy bảo rằng, ga ha ha ha, đã lâu không gặp mũ rơm. Đến lượt Dori tiếp lời, bọn ta không chờ nổi nữa nên đến đón cậu luôn đây. Ga 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 ga.
chương 1110 khép lại với cảnh hai thuyền trưởng băng hải tặc chiến binh khổng lồ đứng bên cạnh Luffy cùng nhau đối diện bà lão tinh. Tuần sau tiếp tục có chuyện, dự kiến chương 1111 sẽ cực cháy. Và trên đây là tóm tắt chi tiết nội dung chapter 1110 mới nhất. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh Chuyện Tổng Hợp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.